Phước, mình là TV và ngày hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi review một nhà hàng ở quận 2 khu Thảo Điền, nhà hàng Chiquita chuyên về gà nướng cũng như các món fusion. Bây giờ hãy cùng mình review món ăn của nhà hàng này nha, let's go. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu cái món ăn có mặt của ngày hôm nay. Đầu tiên là món highlight nhất của nhà hàng. Từ nãy giờ mình xem cái đùi nướng ở đây rất là sexy luôn. Đây là món gà nướng lửa hồng, món đặc biệt cực kỳ, ăn cùng với lại sốt. Bên cạnh đó thì mình cũng có Dorito Crumble. Đây là một dạng Dorito, là cái miếng Dorito là cái miếng tên như thế này nè, để cùng chấm với lại sốt bơ, sốt salsa với lại bơ tỏi. Hình như mình nhớ là vậy, để lát mình thử coi nó phải là vậy không. Sau sẽ có hai loại sốt ăn kèm, đây là hai loại sốt của món này. Tiếp theo nữa là Crispy Chicken Wonton, là hoành thánh gà chiên giòn, ăn cùng với lại sốt chua ngọt. Và cuối cùng, đó chính là phần mình yêu thích nhất, taco. Taco này là taco tôm và sẽ có tôm nè, sốt bơ nè và có thêm cà chua nữa. Ăn chung với gà nướng này á, cái phần này là 330.000. Ăn chung sẽ có 4 loại side dish ăn kèm, là mình sẽ có bắp nè, bắp cải trộn, sốt nè, bánh mì bơ tỏi và salad. Bây giờ tất cả các món rồi đó mọi người. Đây là nước blackberry, mình sẽ hớp một miếng rồi bắt đầu thử nha. Để thử cái nước này trước. Sắc tuyệt vời. Bây giờ thử món gì trước đây ta? Đương nhiên là thử cái này rồi. Đã chưa? Trình tình. Hình như là gà sẽ chấm chung với sốt này đúng không? Đã quá. Ok. À quên mất là nếu như mà mọi người đang xem video này, hãy cũng nhanh tay cầm một món gì đó để ăn cùng mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn gà nè. Gà rất là mềm luôn, bỏ vào miệng mà giống như là cảm giác nó tan trong miệng luôn vậy á. Rất là ngon và nêm nếm cũng rất là vừa vị, không có vị cay. Dorito này thì mình sẽ có hai loại bánh, là bánh Dorito là cái bánh này, và bánh cái này là, nếu mà mình nhớ không nhầm á, thì nó là tortilla, cũng là một cái phần vỏ của bánh được sử dụng chung với lại cái phần vỏ của taco luôn. Hai cái phần này thì mình nghĩ là mình sẽ để cái phần nhân sốt lên đây, sau đó chấm một cái nước chấm sốt ở ngoài đây nữa. Mình sẽ thử cái này trước đi. Mọi người có biết đó, là bình thường các loại bánh này cũng bán bên ngoài theo dạng snack, nhưng mà mua rất là mắc, nên hôm nay mình phải tranh thủ ăn ở đây cho hết. Lâu lắm rồi mới được ăn, nó thèm dễ sợ. Mình sẽ để sốt lên ha. Nói gì chứ, tôi rất là ghiền đồ Mexico mọi người ơi. Đã rồi, chấm với lại sốt. Mình không biết sốt gì đâu nên mình chấm thử nha. Tay hơi ngắn thông cảm. Rồi, bỏ miệng nè. Ngon ghê luôn á. Rất bỏ dòng rụng, mọi người có nghe được cái tiếng mình nhai không? Tiếng dòng rụng luôn á. Cái sốt này á, nó hơi the nhẹ, không có quá cay nhưng mà the. Để mình chấm cái phần còn lại với cái nước sốt này nha. Cái sốt màu cam cam này nè. Cay quá. Sốt màu cam này nó cay hơn cái sốt màu nâu. Sốt nâu nâu nó hơi the. Ăn cùng với lại cái lớp sốt salsa rồi có thêm một tí xíu burrito. Để mình ăn riêng cái này để mình cảm nhận cho rõ nha. Thôi chắc luôn. Bây giờ mình sẽ thử món mà mình yêu thích nhất của ẩm thực Mexico, đó chính là taco. Ok, giờ bắt miếng chân nè. Rồi, tí xíu thôi, đừng nhiều mà, đừng chắc miếng cái chân. Rồi, ok. Sau đó cắt đôi lại và ráng cố gắng bỏ vô họng nhiều càng tốt, đừng để rớt ra kỳ. Ok, ăn nha. Tốt quá. Cái nhân ở đây rất là đầy đặn á. Bây giờ mình ăn nó hơi bị phình ra một chút xíu. Sốt bơ nè, có thêm chút xíu bắp cải, rồi có vị hăng hăng nhẹ của hành tây nữa, và đặc biệt là tôm rất là tươi, rất là chắc luôn á. Đồ ăn fusion ok.
Vì đã thử xong hai món là món burrito với lại món taco rồi. Taco đây là taco tôm nướng, tự nhiên quên giới thiệu. Bây giờ mình sẽ đến mình thử lại cái phần gà nha. Tại vì hồi nãy không để ý kỹ á, tưởng gắn hai lá cờ vậy thôi nhưng mà thực ra là có hàm ý hết. Bên đây á là phần gà nướng là tropical mango, là có vị xoài một tí xíu nhẹ nhẹ ngọt. Còn đây là dynamic chiquita là it's really hot, là rất là cay. Mình sẽ thử cái phần rất là cay ha, và ăn cùng với lại các topping bên đây. Đây là một chiếc đùi gà của cái phần dynamic chiquita. Mình dự định sẽ rất là cay đó mọi người. Vô. Sắc. Mà cay quá. Cay thiệt. Mình muốn cho mọi người coi hỏi kỹ á, là mọi người cũng có thể thấy được cái sự ánh ánh lên của từng thớt thịt trong đây nè, mọi người thấy không? Tại vì á, gà ở đây đa số là tươi và hàng ngày là sẽ được vận chuyển mới từ nông trại Bình Phước, nên khi mà ăn ở đây không lo ăn đồ cũ, tất cả đều là đồ mới hết. Tại vì còn được nuôi ăn gạo lứt rất là healthy, vận động chắc cơ, không có bị dư mỡ. Cái phần combo gà này á, hai loại là 330.000. Ăn cùng với lại các topping ở đây, theo như mình nhớ không nhầm nó có nhiều size thì tầm cỡ 30.000 đến 50.000, tức là mọi người có thể lên menu coi thêm. Phần taco ở đây á là 95.000 cho hai cái. Phần crispy chicken wonton này là 85.000, và cuối cùng là Dorito combo là 95.000. Tổng cộng như đây mà ăn cỡ tầm 3-4 người cũng được nữa. Từ nãy giờ mình chưa có dịp ăn thử cái crispy chicken wonton nữa, thì mình sẽ thử ha. Đây. Nó giống như là dạng hoàn thắng gà chiên giòn. Chắc là mình bẻ đôi ra cho mọi người xem ha. Ok. Chấm với lại sốt chua ngọt. Mọi người nghe được tiếng giòn rụm không? Để từ nãy giờ bên ngoài mà nó vẫn rất là giòn, không có bị giòn nữa. Như mình đã hứa là mình rất là thương mọi người luôn, đi đến đâu là mình đều tìm deal cho mọi người hết. Tại đây video clip này cũng không ngoại lệ. Mình xin giới thiệu cho mọi người một deal rất là hấp dẫn. Mọi người chỉ cần đeo app Saviu. Đây là app này. Để mình giới thiệu sơ sơ về app Saviu luôn nha. App này là dạng app tích điểm. Khi mà mọi người đến một trong những nhà hàng hợp tác với app này, đây là trong cái danh sách này là gồm có ví dụ như là nhà hàng Chiquita nè, Hoàng Yến Hot Pot nè, mình ví dụ như vậy. Thì khi mà tính tiền hóa đơn đầu tiên á, ví dụ như là một triệu đi, mọi người tính tiền 1 triệu thì sẽ được trả lại 500.000 đồng, tương đương với 500.000 Saviu dollars trong app. Và sau đó quay trở lại nhà hàng Chiquita lần thứ hai, dùng 500.000 đó mua đồ ăn tại đây là hoàn toàn không cần phải trả thêm bất cứ tiền nào nữa. Và chỉ áp dụng cho 2 lần đầu tiên thôi nha mọi người, nên phải tranh thủ nhanh gọn lẹ nhanh chân đến nhà hàng để có thể tích điểm, sau đó quay trở lại mà không cần phải trả tiền. Đó chính là app Saviu, thì mình nói sơ vậy thôi. Nếu mà muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết mà có thể truy cập website hoặc là trên Facebook của app Saviu ha. Đó chính là điều của ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ đóng máy để cho các anh camera ăn cùng mình bữa ăn ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Và đừng quên là subscribe channel của TV Food, cũng như là follow mình trên Instagram nha. Xin chào.